Xin chào các bạn, Tân Cương là một vùng đất bao la, rộng lớn. Đây là một nơi ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn. Bạn sẽ bắt gặp những con người hoàn toàn khác biệt so với đa số người dân Trung Quốc, từ ngoại hình cho đến phong cách, sinh hoạt và kiến trúc. Bạn cũng sẽ lạc vào thế giới giống như ở Trung Á. Và đây cũng là quê hương của những mỹ nhân nổi tiếng. Chào mừng đến với Tân Cương. Trước hết hãy nói về cái tên Tân Cương. Cắt nghĩa thì Tân có nghĩa là mới, còn Cương có nghĩa là biên cương. Tân Cương có nghĩa là biên cương mới. Tên gọi này bắt đầu từ thời nhà Thanh tại Trung Quốc. Còn trước đó nữa, nếu bạn hay xem những bộ phim cổ trang thì Tân Cương nằm trong một khu vực được gọi chung là Tây Vực. Tây Vực, khu vực phía Tây. Đây là cách mà người Trung Quốc ngày xưa gọi các nước nằm ở phía Tây của mình. Và Tân Cương thì chỉ là một phần của Tây Vực. Người Trung Quốc thuở xưa thì cho rằng Tây Vực gồm khoảng từ 30 cho đến 50 quốc gia. Và nhìn chung, nói một cách dễ hiểu, Tây Vực là cách nghĩ của người xưa về Trung Á. Vậy thì Tân Cương rộng lớn như thế nào? Tân Cương có diện tích là khoảng 1,66 triệu km vuông. Đây là khu vực hành chính cấp tỉnh có diện tích lớn nhất của Trung Quốc. Và với diện tích là 1,66 triệu km vuông thì nó chiếm 1/6 tổng diện tích đất của Trung Quốc. Để mà dễ hình dung thì Tân Cương lớn hơn Pháp cộng Đức cộng Tây Ban Nha cộng Anh. Và khu vực Tân Cương thì hoàn toàn không giáp biển. Khu vực này thì có đường biên giới trên bộ dài hơn 5.600 km. Giáp với Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, Mông Cổ, Ấn Độ và Afghanistan. Với vị trí này, Tân Cương từng là một phần quan trọng của con đường tơ lụa thuở xưa trong lịch sử. Bây giờ đang có bao nhiêu người sống ở Tân Cương và họ là những dân tộc nào? Dân số thường trú trong đợt tổng điều tra của Trung Quốc vào năm 2020 của Tân Cương là 25 triệu 800.000 người và có hơn 50 dân tộc sống ở Tân Cương. Có nhiều dân tộc nhỏ lớn khác nhau, nhưng chủ yếu là người Hán và người Duy Ngô Nhĩ. Tỷ lệ giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương thì ngày càng có những cái sự thay đổi. Trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, thì ước tính ở Tân Cương cứ 100 người thì mới có 7 người Hán, còn phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ. Còn bây giờ thì số người Hán đã chiếm quá nửa dân số ở Tân Cương. Tất nhiên, linh hồn của Tân Cương vẫn là người Duy Ngô Nhĩ. Người Duy Ngô Nhĩ ngoài sống ở Tân Cương thì họ còn sống ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và tương tự ở Tân Cương ngoài người Duy Ngô Nhĩ như đã nói, còn nhiều dân tộc khác có một ngoại hình tương đối giống, đó là những người sống từ Trung Á và tập trung ở đây. Người Duy Ngô Nhĩ thì mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Á và Âu. Tổ tiên của họ là những người Hồi Hột, từng là một cái thế lực đáng kể ở phía Bắc của Trung Quốc từ thời Đường cho đến thời Tống. Và tôn giáo chính hiện nay của người Duy Ngô Nhĩ là Đạo Hồi. Người Duy Ngô Nhĩ thì được thừa hưởng nét đẹp lai giữa Á và Âu nên bề ngoài luôn thu hút. Họ có nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to và sâu, lông mày dài và rậm, sống mũi cao thẳng và dáng người cao ráo, hoàn toàn khác so với người Hán tại Trung Nguyên. Hiện nay thì Tân Cương vẫn là một khu vực gồm có nhiều tôn giáo, nhưng mà Đạo Hồi vẫn có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống xã hội của Tân Cương. Toàn bộ khu vực Tân Cương có tổng cộng hơn 23.000 thánh đường Hồi giáo. Bởi vậy nên khung cảnh ở đây rất giống với một số nước Đạo Hồi ở Trung và Tây Á. Bởi lẽ này nên Tân Cương cũng rất là nổi bật trên màn bạc mà có thể bạn không biết. Rất là nhiều nhà làm phim đã tìm đến Tân Cương để thực hiện những cái bộ phim với bối cảnh của các nước có văn hóa gần gũi với khu vực Tân Cương. Và khi mà họ quay một cái bộ phim rất là nổi tiếng có tên là Người Đua Diều dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên bán chạy, thì các nhà làm phim đã quyết định rằng nếu mà quay ở cái địa điểm gốc là Afghanistan sẽ quá mạo hiểm bởi chiến tranh, bởi bom đạn và bởi những khó khăn khác. Nên họ đã quyết định tìm đến một thị trấn có tên là Kashgar của Tân Cương để quay những phân cảnh tại Afghanistan. Và gần như toàn bộ bộ phim thì được quay ở đây. Và đạo diễn sau đó nói rằng quay ở đây rất là thuận tiện. Điều duy nhất mà đoàn làm phim cần thay đổi đó là tháo những cái bảng chỉ dẫn có chữ Trung Quốc và thay bằng tiếng Afghanistan. Cũng liên quan đến điện ảnh thì có thể bạn đã biết Địch Lệ Nhiệt Ba là một ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng trong những năm gần đây. Địch Lệ Nhiệt Ba chính là một người Duy Ngô Nhĩ, cô sinh năm 1992 và đến từ Tân Cương. Đây có lẽ là nhân vật nổi tiếng nhất tới từ Tân Cương trong thế giới giải trí của Trung Quốc. Nhờ sức hút từ phim ảnh cho đến những cái show truyền hình thực tế, thì Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những nữ diễn viên cũng nổi tiếng nhất showbiz hiện nay của Trung Quốc. Cô từng trở thành gương mặt đại diện cho hơn 20 nhãn hàng, trong đó có cả thương hiệu thời trang xa xỉ như là Vuitton. Năm 2018, Pato, tiền đạo nổi danh người Brazil khi mà tới thi đấu tại Trung Quốc cho câu lạc bộ Thiên Tân Quyền Kiện thì đã có một màn ăn mừng đặc biệt. Pato khi đó đã mang ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba vào sân ăn mừng và anh cũng theo dõi rất là sát trang cá nhân của Địch Lệ Nhiệt Ba ở trên mạng xã hội.
Anh thường xuyên ấn nút thích, thậm chí là còn thả tim những cái bức ảnh của cô gái này. Và trong những lần ra phố bắt gặp cảnh Đinh Lệ Nhiệt Bà trên đường thì Pato luôn đứng lại chụp hình rồi chia sẻ ở trên trang cá nhân. Bạn thì bạn có biết thêm những cái nhân vật nào, những người nào tới từ Tân Cương nổi tiếng nữa hay không? Bạn có thể chia sẻ ở dưới phần comment. Vậy thì đến Tân Cương thì ăn gì? Cái món ăn chủ đạo của người Tân Cương là mì, thịt bò, thịt cừu và chủ yếu là những món ăn có hương vị chua cay. Hành tây, cà chua, ớt, khoai tây, tỏi là những nguyên liệu thường được người Tân Cương sử dụng ở trong nấu nướng. Nhìn chung thì cái bữa ăn của người Tân Cương rất là tây, họ thích ăn mì ống, các sản phẩm từ sữa, các loại trái cây khác nhau. Và vì Tân Cương có đa phần người dân theo Hồi giáo nên thịt lợn ít được sử dụng tại đây. Về giao thông và thời tiết thì nói chung là giao thông vận tải ở Tân Cương gặp nhiều trở ngại do thời tiết khắc nghiệt, điều kiện hoang mạc ở vùng này, diện tích thì siêu lớn như thế. Hiện nay thì các tuyến đường cao tốc xuyên Tân Cương được xây dựng để trở thành những tuyến đường huyết mạch, phục vụ cho mục đích di chuyển của con người và hơn thế nữa, phục vụ cho việc khai thác dầu mỏ. Trữ lượng dầu mỏ ở Tân Cương được đánh giá thuộc vào loại hàng đầu ở Trung Quốc. Song cái sự khắc nghiệt vẫn là một yếu tố cản trở việc giao thông ở đây thực sự phát triển lên một cái tầm cao mới. Ở Tân Cương thì thường có xe khách đường dài, vì quãng đường rất là dài như vậy, thời gian lái xe rất là lâu, nên xe khách đường dài thường sẽ có hai tài xế thay phiên nhau để mà lái. Cảm giác đi giữa một vùng đất bao la rộng lớn như vậy rất là cuốn hút và cũng có phần mạo hiểm. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối ở Tân Cương rất là lớn, có thể lên đến khoảng trên dưới 15 độ C. Và không phải ai đến với Tân Cương cũng thích nghi ngay lập tức với điều này. Vậy ở Tân Cương có những danh lam thắng cảnh gì? Được ví như trái tim của châu Á là trung tâm giao lưu văn hóa Đông Tây thời cổ đại, dãy Thiên Sơn nằm ở khu vực gần như là giữa châu Á, chính là một điểm quan trọng không thể bỏ qua khi mà các bạn đến với Tân Cương của Trung Quốc. Dãy Thiên Sơn, người Duy Ngô Nhĩ gọi là Ten Richard, có nghĩa là dãy núi thần linh, nằm trải dài 2.500 km từ đông sang tây và nó rộng khoảng từ 100 cho đến 400 km từ nam lên bắc tùy từng đoạn. Nó phân chia thành Tây Thiên Sơn thuộc khu vực Trung Á và Trung Thiên Sơn, Đông Thiên Sơn thì thuộc về Tân Cương của Trung Quốc. Thiên Sơn chính là một trong những dãy núi lớn trên thế giới với phong cảnh thiên nhiên đẹp mê đắm lòng người. Có những cái đỉnh núi quanh năm bao phủ tuyết trắng, có những cái rừng rậm ngút ngàn và các vách núi màu đỏ rực, cũng như không gian sa mạc khô cằn xung quanh. Những cái vách núi màu đỏ rực có thể sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến Hỏa Diệm Sơn ở trong bộ phim Tây Du Ký. Ở Thiên Sơn có một con đèo tên là đèo Togurat, đây là một đèo rất là đẹp ở Trung Quốc, nằm ở độ cao hơn 3.700m so với mực nước biển. Tại đây thì có một vòm đá 4 tầng rất là lớn, có một con đường đất ở giữa sa mạc bên cạnh cái lòng sông khô cằn. Đây là một cung đường lý tưởng dành cho những phượt thủ đam mê khám phá những vùng đất hoang sơ và kỳ vĩ. Và đến với Thiên Sơn thì du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng Thiên Sơn Tuyết Liên. Đây là loài hoa mọc ở trên núi Thiên Sơn và hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C. Nó sẽ lớn trong cái điều kiện từ 3 đến 5 độ C và nó có thể chịu lạnh được ở mức nhiệt độ là âm 21 độ C. Nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa trong một thời gian ngắn. Nó là kết quả của một sự thích nghi tuyệt vời với môi trường khắc nghiệt ở trên núi tuyết ở khu vực Tân Cương. Và loài hoa này được xem là loài hoa biểu tượng ở Tân Cương. Tân Cương cũng có đỉnh núi cao thứ hai trên thế giới, cao 8.611m, dưới duy nhất đỉnh Everest mà thôi. Đỉnh K2 được biết đến với tên gọi khác là ngọn núi hoang dã vì hành trình lên đỉnh này rất là khốc liệt. Với tỷ lệ tử vong cao thứ nhì trong số những ngọn núi trên thế giới được chinh phục, trung bình cứ 4 người lên đỉnh thành công thì có một người tử nạn. Đây là một trong những đỉnh núi khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Bởi vì lên đỉnh từ phía Trung Quốc thực sự là nguy hiểm và khó khăn hơn, nên hầu hết những người leo núi chọn cách leo lên đỉnh K2 từ phía Pakistan. Ở Thiên Sơn thì có Thiên Sơn Thiên Trì. Thiên Sơn Thiên Trì hay còn gọi là Giao Trì là một cái hồ nước hình nửa vầng trăng ở dãy núi Thiên Sơn và là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thuộc Tân Cương. Mặt hồ ở đây trong vắt như ngọc bích, xung quanh lại là núi, cảnh tượng rất là đẹp và hoành tráng. Và Tân Cương cũng có quái vật hồ Loch Ness phiên bản Tân Cương. Ở Tân Cương thì có một cái hồ tên là hồ Canas tại một công viên tuyệt đẹp ở phía Bắc, nó gần biên giới với Nga. Người dân địa phương thì tin rằng có một sinh vật khổng lồ đang cư ngụ dưới đáy hồ. Cứ vài năm một lần thì những video từ khách du lịch lại xác nhận một số loài động vật lớn ở bơi ở trong hồ Canas này, nhưng không ai xác định được đó là con gì. Mặc dù các nhà khoa học Trung Quốc đã cố gắng xác định loài động vật này nhưng mà không thành công. Phần lớn thì có những ý kiến cho rằng đây là một loài cá có nguồn gốc từ Mông Cổ và phát triển đến kích thước đáng kinh ngạc.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về Tân Cương. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.